thưa quý vị nga mở lớp học tự vệ bằng gậy tự chụp ảnh tới từ mặt tư khoa nga trung tâm võ thuật em provi tại thủ đô mặt tư khoa của nga đã ra mắt một lớp học võ tự vệ rất khác biệt tại lớp học này thay vì sử dụng vũ khí dài truyền thống của bộ môn võ thuật okinawa các cô gái được học cách bảo vệ bản thân bằng một vũ khí gọi là selfie stick đây là một cây gậy được gắn vào điện thoại hay máy hình để tự chụp ảnh và trở thành một vật dụng không thể thiếu trong túi sách của những người trẻ tuổi. Vì vậy, trung tâm võ thuật này đã có sáng kiến dùng chính vật dụng được yêu thích đó để tự bảo vệ bản thân khi cần thiết. Timur Durayev, một huấn luyện viên cho biết, những kỹ thuật này có thể đánh lạc hướng kẻ tấn công và cho nạn nhân một cơ hội để tẩu thoát. Ban tổ chức nói, lớp học này cũng rất thích hợp cho du khách Nga để bảo vệ cho mình khi du lịch tại hải ngoại. Andre, người tham dự lớp huấn luyện cũng biết cũng biết về môn võ quyền Anh, nhưng nói rằng cây gậy selfie stick có thể cho một người thấy thượng phong trong một trận đấu trên đường phố. Nữ huấn luyện viên Zarina Kudakova bày tỏ rằng cô quyết định đến đây vì nghĩ rằng điều cần thiết là phải bảo vệ bản thân trong một tình huống khó khăn. Một khóa học tự vệ tại đây bao gồm 5 buổi với một bài học lý thuyết và 4 bài thực tập.